chào quý vị và các bạn đang đến với bản tin thể thao. Sau đây sẽ là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Đội tuyển Việt Nam thắng đậm Than Quảng Ninh trong ngày công binh tỏa sáng. Vòng 31 giải Ngoại hạng Anh, Leicester City tiếp tục xây chắc ngôi đầu bảng xếp hạng. Đơn nam giải quần vợt Indian Wells, Djokovic và Raonic giành vé vào chung kết. Mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn đến với trận đấu hấp dẫn giữa đội tuyển Việt Nam và câu lạc bộ Than Quảng Ninh. Ra quân lần này, huấn luyện viên Hữu Thắng đã có vài sự thay đổi trong đội hình xuất phát. Công Vinh được đá ở vị trí cao nhất trong hàng công và đã xuất sắc lập hat-trick, góp công lớn cho chiến thắng của đội tuyển Việt Nam. Cuộc thử nghiệm thứ hai của tân huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng cuối cùng lại mang lại nhiều tín hiệu đáng mừng cho đội tuyển Việt Nam. Thay đổi hoàn toàn chiến thuật từ 4-1-3-1-1 sang 4-4-2, đội tuyển Việt Nam đã thể hiện bộ mặt khác trước quân xanh Than Quảng Ninh. Thêm nữa, sự trở lại của Công Vinh đã khiến cho hàng công của đội tuyển Việt Nam đã biết ghi bàn. Ba bàn thắng của Công Vinh trong chiến thắng 4-0 đêm qua đã nói lên điều đó. Lâu lắm Vinh mới đá một trận giao hữu mà có rất đông, có lẽ là đông khán giả như từ trước đến nay, như bây giờ, như hôm nay. Có lẽ là tình yêu bóng đá của người hâm mộ dành cho đội tuyển không khi nào vơi đi cả. Và em nghĩ đó là động lực giúp cho cầu thủ thi đấu tốt ngày hôm nay. Hàng tiền vệ chơi lớn lướt, hàng công sắc bén, đội tuyển Việt Nam tạo thế trận trên cơ hoàn toàn so với Than Quảng Ninh. Và điều đó có được là nhờ triết lý bóng đá ít chạm, bóng ngắn và tầm trung của huấn luyện viên Hữu Thắng đã được vận hành một cách trơn tru. Mình phải chơi chắc chắn, kiểm soát bóng và người ta lên áp sát thì mình phải kiểm soát bóng để đá phản công. Và những cái đường mình lên bóng thì nó phải chơi cùng phòng thủ, cùng tấn công thì mới đủ người để hỗ trợ trong cái đội hình 4-1-4-1 đấy được. Bên cạnh đó thì tôi muốn học trò là thì mình phải chơi bóng tầm thấp nhiều hơn và các đường đột phá và các đường chọc khe phải mở thật nhiều vào. Rõ ràng là người Việt Nam thì tôi chắc là người chơi bóng như thế nó có hiệu quả hơn, nhưng mà cái quan trọng là lối chơi nó phải nhuyễn hơn nữa mà phải hiệu quả. Sử dụng hai chiến thuật khác nhau trong hai trận đấu vừa qua, đội tuyển Việt Nam đã có những dấu hiệu khởi sắc trong lối chơi và chiến thắng đêm qua phần nào tạo tín hiệu đáng mừng cho người hâm mộ trước những trận đấu quan trọng phía trước. Còn tại giải bóng đá U19 vô địch quốc gia, sau lượt trận thứ hai của bảng A, Hà Nội TVT đã sớm trở thành chủ nhân của tấm vé đầu tiên giành quyền vào thi đấu bán kết sau khi vượt qua BKMX Bình Dương với tỷ số sát nút. Đương kim Á quân Hà Nội TVT trong cuộc đối đầu với BKMX Bình Dương ngày hôm qua đã thể hiện được bản lĩnh của đội bóng đang là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch năm nay. Dù là đội bóng bị dẫn bàn trước khi trận đấu trôi qua được 3 phút, nhưng không lâu sau đó Hà Nội TVT đã san bằng được tỷ số nhờ cú đánh đầu của Văn Tới. Trong quãng thời gian nửa cuối của hiệp 2, các cầu thủ trẻ Hà Nội TVT đã tận dụng tốt sự mất tập trung của hàng phòng ngự đối phương để liên tiếp ghi hai bàn thắng ở các phút thi đấu thứ 81 và 83, đều nhờ công của Tuấn Hải. Dù chỉ phút sau đó, anh Tỷ đã có pha làm bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3 cho Bình Dương, nhưng thời gian còn lại là quá ít để đội bóng đất thủ giữ lại được một điểm. Với chiến thắng này, Hà Nội TVT có 6 điểm sau 2 lượt trận và đã chính thức giành tấm vé đầu tiên vào bán kết. Ở trận đấu sau đó, chủ nhà Sanatec Khánh Hòa đã tiếp tục chỉ giành được một điểm, dù chỉ phải gặp đối thủ bị đánh giá yếu hơn là An Giang. Kết thúc 90 phút thi đấu, hai đội hòa nhau với tỷ số 2 đều. Như vậy tại bảng A hiện tại, Khánh Hòa đang tạm xếp ở vị trí thứ 2 với 2 điểm. Đến với những thông tin bóng đá quốc tế, vòng 31 giải Ngoại hạng Anh cũng vừa diễn ra những trận đấu đáng chú ý. Hành quân đến Selhurst Park của Crystal Palace, Leicester City dù gặp phải không ít khó khăn nhưng vẫn có được chiến thắng tối thiểu để đứng vững ngôi đầu trên bảng xếp hạng. Trong khi đó, Arsenal nhẹ nhàng giành được 3 điểm trên sân của Everton, còn Chelsea lại phải ngậm ngùi chia điểm trước West Ham ngay trên sân nhà. Dù phải làm khách của Everton, Arsenal vẫn được cuộc đầy tự tin và triển khai được lối chơi ban bật nhuần nhuyễn. Mọi thứ thuận lợi với pháo thủ khi họ có được bàn thắng ngay ở phút thứ 7. Sanchez có pha chọc khe cho Danny Welbeck thoát xuống, lướt qua cầu thủ Thành Joel ghi tên mình lên bảng tỷ số. Từ đó, Arsenal càng trở nên thanh thoát hơn. Hàng tiền vệ của huấn luyện viên Arsene Wenger đã chơi tốt để làm chủ thế trận hoàn toàn. Rồi điều gì đến cũng phải đến. Phút 42, Arsenal có được bàn thắng nhân đôi cách biệt. Từ đường chuyền dài của Bellerin, Iwobi có pha bứt tốc tuyệt vời rồi dứt điểm lạnh lùng xỏ háng thủ thành Everton. Sau giờ nghỉ, Arsenal hạ thấp nhịp độ trận đấu nhưng vẫn chiếm thế chủ động nhờ lối chơi đan bóng thực dụng đến khó chịu. Cứ thế, trận đấu trôi về những phút cuối trong sự bất lực của thầy trò huấn luyện viên Roberto Martinez. Với thắng lợi 2-0 ngay tại Goodison Park, Arsenal đã có được 55 điểm, tạm thời đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng.
Arsenal thắng đồng nghĩa cũng gây sức ép lên vị trí dẫn đầu. Leicester City vẫn không mắc bất cứ một sai lầm nào trong chuyến làm khách trên sân của Crystal Palace. Bàn thắng thứ 16 trong mùa giải của Mahrez đã giúp cho Bầy Cáo giành được chiến thắng tối thiểu và qua đó củng cố ngôi đầu bảng với khoảng cách là 8 điểm so với nhóm bám đuổi. Một trận đấu cũng rất đáng chú ý khác diễn ra vào tối qua là cuộc tiếp đón của đội bóng được coi là khắc tinh của các ông lớn mùa này, West Ham United của các nhà đương kim vô địch Chelsea. West Ham là đội có được bàn thắng đầu tiên ở phút 17. Nhận bóng từ đồng đội, Lazini xử lý kỹ thuật trước khi dứt điểm từ ngoài vòng 16m50, hạ gục thủ thành Courtois. Bị dẫn bàn, Chelsea tiếp tục dồn cao đội hình tấn công. Phải tới phút 45+3, họ mới có được bàn thắng quân mình tỷ số sau pha đá phạt vượt rào ghi bàn của Cesc Fàbregas. Bước sang hiệp 2, một lần nữa West Ham lại lên dẫn trước. Phút 61, cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị là Caron băng xuống dứt điểm hiểm hóc, hạ gục thủ thành của Chelsea. Tuy nhiên đến phút 88, hậu vệ của West Ham mắc sai lầm dẫn đến quả penalty đáng tiếc. Đứng trên chấm phạt đền, Cesc Fàbregas không mắc một chút sai lầm nào, ấn định trận hòa hai đều, đồng thời giữ lại một điểm tại sân Stamford Bridge cho các nhà đương kim vô địch. Ở vòng 27 Bundesliga, pha lập công duy nhất của Robert Lewandowski đã giúp Bayern Munich đánh bại FC Köln, qua đó tạm thời gia tăng cách biệt lên thành 8 điểm với Dortmund. Còn tại vòng 30 Serie A, AS Roma dù được chơi trên sân nhà nhưng cũng đã phải rất vất vả mới có thể cầm hòa Inter Milan. Tiếp đà hưng phấn sau chiến thắng trước Juventus hồi giữa tuần, các cầu thủ Bayern Munich không mất quá nhiều thời gian để chọc thủng lưới của chủ nhà FC Köln trong trận đấu thuộc vòng 27 Bundesliga. Lewandowski với cú dứt điểm mềm hóc đã có được bàn thắng thứ 24 trong mùa giải, dẫn đầu danh sách vua phá lưới, đồng thời mở tỷ số cho đội khách. Tiền đạo người Ba Lan còn có thêm ít nhất là 2 cơ hội nữa để nâng tỷ số ở những phút tiếp theo. Dẫu vậy, cũng chỉ cần pha lập công đầu trận, Lewandowski cũng đã giúp cho Bayern có được chiến thắng chung cuộc. Còn tại vòng 30 Serie A, với quyết tâm giành được chiến thắng thứ tư liên tiếp tại giải quốc nội, AS Roma đã chủ động chơi tấn công ngay từ đầu trận. Trong suốt 45 phút thi đấu đầu tiên, sự thể hiện ấn tượng của thủ thành người Slovenia cũng như sự kém duyên của các chân sút đội chủ nhà đã khiến hiệp 1 khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi. Bước sang hiệp 2, thế trận không có quá nhiều sự thay đổi. AS Roma vẫn tấn công nhiều nhưng bế tắc trong việc tìm kiếm bàn thắng. Hệ quả là họ phải trả giá ở phút thứ 53 khi mà Ivan Perisic bất ngờ đi Inter Milan vượt lên. Dẫu vậy, những nỗ lực không biết mệt mỏi của đội chủ nhà cuối cùng cũng mang lại thành quả. Phút 84, Nainggolan san bằng tỷ số cho Bầy Sói, đồng thời ấn định kết quả hòa một đều. Với kết quả này, AS Roma và Inter Milan lần lượt đứng thứ 3 và 4 trên bảng xếp hạng. Đến với những thông tin về quần vợt, tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic đã đánh bại ông vua mặt sân đất nện Rafael Nadal trong trận bán kết giải quần vợt Indian Wells. Đối thủ của anh ở trận chung kết sắp tới là tay vợt người Canada Milos Raonic. Thông tin này cũng khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Sự trở lại của Rafael Nadal cuối cùng cũng đã nhận được câu trả lời từ phía tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic. Lọt tới bán kết là thành công với tay vợt người Tây Ban Nha tại Indian Wells năm nay. Tuy nhiên, trước một tay vợt độc cô cầu bại vào thời điểm này là Nole, Rafa đã phải chấp nhận dừng bước. Chỉ rằng có đôi chút trong set đấu đầu tiên, Nole đã kết liễu đối thủ với chiến thắng 7 năm trong loạt tiebreak để giành chiến thắng trong set này. Sự phản kháng yếu ớt của Rafa đã không thể giúp cho anh có được kết quả có lợi trong set 2 và đánh chấp nhận thua cuộc với tỷ số 2-6, qua đó dừng cuộc chơi tại Indian Wells năm nay. Tấm vé cuối cùng tại trận chung kết đã thuộc về Milos Raonic. Tay vợt người Canada đang cho thấy độ chín trong sự nghiệp của mình với một chiến thắng nữa để bước vào trận đấu cuối cùng tại Indian Wells. Bại tướng tiếp theo của Raonic là David Goffin, tay vợt người Bỉ chỉ có được chiến thắng 6-3 trong set đấu thứ 2, trong khi để thua với các kết quả tương tự ở set 1 và 3, qua đó nhường quyền vào chơi trận chung kết của Indian Wells cho Milos Raonic.